Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay anh em bắt đầu lại đi đánh chuột về ăn các bạn. Lâu lâu không ăn bữa chuột thèm quá, hôm nay phải đi đánh. Đây, cảm chuột đây. Cảm chuột bên em đang cung cấp đây nha các bạn nhá. Bắt đầu đi đánh chuột. Rất nhiều đường luôn. Mình đánh chọn cái lối to to tí cho chuột nó to các bạn. Đấy, thì bây giờ em đặt phát đây. Đây có con đường chạy thông ở đây, sâu lắm. Đây, cho nhân viên nhà em quay. Các bác gài cạm nhớ cẩn thận nhé. Không à. Vào tay đau phết đấy. Không cần quay sát đâu em. Hai. Đấy, cạm mới về các bác cầm theo một cái kìm đi là ngon nhất. Đặt đây. Đây có cái đường. Đặt đây các bạn luôn. Rồi. Một cái. Các bác làm cái ngoắc vào cho nó đỡ ấy. Ngoắc vào cho đỡ mất cạm này, làm cái ngoắc này. Đây, tiếp tục. Tiếp nhiều đường luôn. Đây là đường đây. À, cái đường nó chặn ngập kín luôn. Làm một đoạn dây, làm một móc vào cho khỏi mất cạn. Hai anh em hôm nay quyết tâm kiếm bữa thịt chuột. Tối bắt đầu làm bữa chuột cho các bác xem. Chuột luộc lá chanh. Chuột gì nữa nhỉ? Nói chung là chuột thì nhiều món lắm. Các bạn như cài quy quy quá cẩn thận. Ok. Cài khi khóa cẩn thận nhé các bác nhé, vào tay. Con này to, này con nào to cơ các bạn, con đường to to. Làm tiếp con này con nữa. Bác đi theo cầm theo một cái kìm đi theo, như nó cạm một chiếc khóa chiếc nó hơi lỗi tí, bác sửa lại đỡ mất việc các bạn. Em đi lúc nào em có cái kìm đi theo các bạn. Thì thoảng cái mồm khóa ấy, nó bị lỗi tí xong các bác sửa lại đấy. Rồi em đi đặt cạm nhá, xong em khắc nối nối video cho các bác xem lúc bắt chuột. Đó, chờ xem video lần sau nữa. Đoạn nối tiếp video đi thăm cạm đây các bác nhé. Đây em đi thăm cạm. Cái này cái thứ hai rồi. Cái lúc nãy là một con chết các bạn. Cái thứ hai đây. Ra đoạn này quang quang thì tìm cho các bác xem. Cái lúc nãy đâu rồi? Không, cái đâu đây? À, đây rồi. Sao lại nhiều chuột à, chưa to nữa rồi. Qua này. Mày chạy. Đường đi nó đây này các bạn. Nó mòn hết rồi. Đấy. Và thấy ok không? Làm cái móc này cũng nguy hiểm phết. Không thể ra được các bạn. Này các bạn cần dùng móc nha. Con này ăn luôn hai chân các bạn. Không chạy đâu được. Đấy. Bẫy chuột bẫy chuột đồng xịn luôn nhá. Về hôm nay làm bữa thèm lắm rồi các bạn, lâu lắm rồi không ăn. Rồi xin chào các bác nhá, em đi thăm cạm đây, hẹn các bác video lần sau. Không bao giờ bị đứt chân cái...
Chào các bác nhá, lại thăm cạm đây. Mỗi rồi rộng lắm các bạn. Chui đây rộng kinh khủng luôn. Thăm cái đầu tiên ở đây. Xem được con nào không. Đâu nhỉ? Tối quá, khó tìm cạm các bạn. Cái này mai cắm cây. À, được một con các bạn. Ôi, sập phát chết luôn. Sập phát chết luôn các bạn. Sao phát, các bạn nhìn này, sao phát ngang bụng luôn. Đấy, cạm kiềng lợi hại thế. Nhưng cạm này nó không sợ mùi mấy. Mai lấy lá cây lau đi phát là xong. Chứ rồi, đã phải đi ra đằng này rộng lắm các bạn. Thôi, nói chung là cũng có thành quả rồi. Rồi, em xin dừng video lại đây. Để đi ra đây nó rộng lắm. Chui qua cây khó cầm máy quay quay theo các bác. À, bác nào cần cạm cứ liên hệ em nhá, cạm bẫy chuột siêu nhạy siêu dính luôn, khỏi phải ra nha các bác nha. Con này ăn phát ngang bụng trên luôn các bạn. Đấy, để em đi tiếp đây.